cũng trong ngày mùng 7 tháng 8, tổng thống Mexico đã kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực để giải cứu 10 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở thành phố Sabinas, bang Coahuila miền bắc nước này. Hiện gần 400 binh sĩ và các lực lượng khác bao gồm 6 thợ lặn quân sự đã tham gia nỗ lực cứu hộ, nhưng cho đến nay, việc vào mỏ quá nguy hiểm do mực nước dâng khá cao trong hầm mỏ. Trao đổi về báo giới trong chuyến thị sát hoạt động cứu hộ tại địa điểm sập mỏ than ở Agudita, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định phải làm mọi điều đang làm và hơn thế nữa. Ông kêu gọi tăng cường nỗ lực để sớm giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt. Các thợ mỏ bị mắc kẹt từ ngày 3 tháng 8, sau khi một bức tường hầm bị sập gây ra tình trạng ngập lụt trong đường hầm, có 5 thợ mỏ đã thoát khỏi được mỏ này. Tuy nhiên kể từ đó lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy thêm người nào, nhiều người thân của các nạn nhân vẫn đang tập trung gần hiện trường để chờ ngóng tin tức và cầu nguyện, song hy vọng đang ngày một mong manh. Chúng tôi tin vào lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi tin vào những điều kỳ diệu, các gia đình có niềm tin, lúc này cầu nguyện sẽ đem lại sức mạnh cho chúng tôi. Lực lượng cứu hộ đã luôn sẵn sàng vào hầm mỏ ngay khi mực nước giảm xuống mức đủ đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ.